Thật sự hạnh phúc khi chúng tôi được chào đón quý vị đang đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Nào, xin mời mọi người hãy sẵn sàng với những bữa ăn ngon, những cuộc trò chuyện đầy thú vị. Bên cạnh đó, chúng ta khám phá được từng khẩu vị khác nhau của mỗi nghệ sĩ khách mời đến đây chia sẻ. Bên cạnh đó là phần chinh phục khẩu vị của những bạn khán giả hâm mộ đăng ký tham gia và nấu nướng để dành tặng món quà này cho những thần tượng. Nào, xin mời mọi người chào đón một anh chàng nam diễn viên rất đáng yêu. Anh ấy có một đôi mắt rất biết cười và một chiếc răng khểnh rất là duyên dáng. Đó chính là diễn viên Phạm Hy. Đây. Trời ơi. Ủa? Lộn mọi người, sao vậy? Hai chiếc răng khảnh lận. Không, đúng ra là có một cái ở bên này thôi. Vậy hả? Còn bên này là xém khểnh. À xém. Nhưng mà thật sự là hồi nãy giờ em đứng ở trong kia. Ừ. Em nghe anh giới thiệu em một cái em nôn quá. Mà đúng không? Chính xác không? Thật sự thì đúng nha. Bởi vì sao? Chỉ cần nhìn đôi mắt biết cười của Phạm Hy là biết anh Hy nè. À, trong việc ăn uống thì sao nè? Ăn uống hả? Cũng khác người nha anh. Khác hả? Em là người miền Trung. Nhưng miền mà cái Trung. Khẩu vị ăn của em nó rất là khác với những người miền Trung ở vùng quê của em. Cụ thể tỉnh thành nào ví vậy? Dụ là em ở Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. À, là phải đọc đủ. Đúng rồi. Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Dạ đúng. Thiệt ra thì em là người miền Trung nhưng mà em lại không có biết ăn mắm. Ủa kỳ vậy? Ủa vậy em? Trời, sát biển gì mà không ăn mắm em? Từ nhỏ tới lớn là em chưa bao giờ đụng mắm. Ở đây em nói là giống như là mắm nêm, mắm tôm, mắm ruột, mắm ruốc thôi. À. Chứ còn mà mắm thấm thì em vẫn ăn bình thường. Không chịu được cái mùi đó hay sao? Dạ, thiệt ra là em không phải là em không chịu được mà là ông nội em không chịu được. Xong rồi ông nội em không ăn. Lay qua em luôn. Xong rồi ông nội em nói là trong bàn ăn mà ai muốn ăn cái món mà có mắm á là phải ăn riêng, ăn sao. Chứ mà ngồi ăn chung mà ông nội em nghe cái mùi đó là không ăn được. Cái xong rồi cái ông nội em truyền qua cho ba em. Cái ba em truyền qua cho em, rồi tới giờ em không biết ăn mắm luôn. Wow. Mà ai cũng nói là mắm là đặc sản. Ừ. Mà không biết ăn là phí nửa đời người. Đó. Thì chờ đón xem đề bài ngày hôm nay dành cho khán giả hâm mộ đang rất mong muốn gặp gỡ Phạm Hy có vượt qua được hay không. Và cái món ăn đó nó có liên quan đến mắm hay không. Dạ. Chúng ta vào phòng khách nào. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm fan hâm mộ thật sự là yêu thương, ngưỡng mộ tài năng của Phạm Hy và đặc biệt là sự duyên dáng của bạn. Và đã có một bạn nữ. Nữ à? Thích chưa? Thích chưa? Đẹp không? Đẹp không? Dễ thương lắm. Xin mời Phạm Hy chào. Dạ. Đón bạn Thủy Tiên. Tiên ơi, xin mời em. Đó. Dễ thương chưa? Dạ. Chào Tiên. Chào, chào em. Đó, đây, chào Tiên. Chào Phạm Hy. Chào em. Thủy Tiên ơi, bạn giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, em là Thủy Tiên, em 29 tuổi, nghề em là diễn viên. Và quê em là ở Quảng Nam ạ. Cùng nghề nghệ thuật mà cũng miền Trung nữa. Trời ơi, Quảng Nam với lại Ninh Thuận, xa nha. Ủa, tưởng cũng miền Trung mà. Dạ không, thiệt sự thì Quảng Nam thì nó không có gần Ninh Thuận cho lắm. Xa, nhưng mà khoảng cách địa lý nó không là vấn đề. Đúng, rồi thấy cái nét diễn xuất của anh ấy như thế nào? Quá hay anh ơi. Trời ơi. Mà hồi đó em trời ước gì được gặp ảnh ngồi nha. Yeah. Bây giờ được gặp luôn. Thôi đi, em nói quá không à. Thật không? Thật mà sao thấy cái mặt anh sao mà đó. Anh biết người miền Trung rồi. Ừ. Luôn luôn nói thật. Có sao nói vậy. Nhưng mà quan trọng là Thủy Tiên ngày hôm nay nè, không chỉ là được gặp Phạm Hy mà bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý, không biết là mình sẽ phải nấu món ăn nào thì khả năng nấu nướng nội trợ của bạn Thủy Tiên như thế nào. Dạ em hay nấu món miền Trung. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá về Phạm Hy qua 3 thông điệp bí ẩn mà anh ấy sẽ cung cấp cho Thủy Tiên. Thủy Tiên đơn giản lắm, bạn chỉ việc đoán đúng hay sai thôi nha. Dạ. Liên quan đến ăn uống nha. Dạ. Bây giờ bạn hãy đánh đố bạn Thủy Tiên đi để xem fan hâm mộ của mình có hiểu về bản thân thần tượng hay không. Dạ. Thông điệp bí ẩn đầu tiên là? Thì em là người miền Trung. Và bánh canh chả cá cũng là một loại đặc sản của quê em. Hầu như là ai ra tới quê em thì cũng phải đều ăn bánh canh chả cá. Thì anh đố em là anh có thích ăn món bánh canh chả cá hay không? Hồi nãy anh nói anh không thích ăn mắm rồi nó liên quan tới cá nữa. Bây giờ tới bánh canh chả cá cũng có con cá như đó nữa. Nhắm coi mình đoán xem đúng không? Dạ không. Không thích luôn. Câu trả lời là không, xác nhận đi ạ. Thật sự thì món bánh canh chả cá là món đặc sản của quê em mà. Đúng. Nhưng mà em không thích ăn thiệt. Vậy là bạn đoán đúng. Thì wow. Bạn đoán đúng đó. Là tại vì thực sự thì em không biết tại sao mà cái món bánh canh chả cá là một cái món rất là đơn giản. Chỉ có bún rồi nước lèo trong và chả cá. Hoặc là có thêm cá dầm. Cá dầm có nghĩa là cái nạc cá đã dẻ cái xương ra rồi. Đúng rồi.
cái món đó là đặc sản của quê em mà sao em lại thấy là nó rất là bình thường. Nhở. Nhưng mà hầu như những bạn bè của em mà dắt về quê em chơi đó là ai cũng trời ơi phải dắt ta đi ăn món bánh canh chả cá cho bằng được nha. Ừ, đặc sản mà, niềm tự hào của quê mình mà. Nhưng mà em lại không thấy ngon, em không biết tại sao nữa. Chắc là mình đã gần gũi với những đặc sản đó quá nhiều, quá lâu rồi á. Dạ. Đâm ra điều đó nó rất là bình dị. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là những người con ở những nơi tỉnh thành khác cảm thấy rất là trân quý. Đó là một cái gì đó mình phải thưởng thức. Đến với một địa phương nào là mình phải tìm hiểu đặc sản của địa phương đó. Đúng rồi. Dạ, chúc mừng cho Thủy Tiên đã trúng được thông điệp đầu tiên. Hay quá. Thông điệp thứ hai. Thông điệp thứ hai là bánh canh cua. Sữa hả? Bánh canh nữa hả? Chủ đề bánh canh anh ơi. Sao đời em dính bánh canh nhiều vậy? Vậy thì theo em á là bánh canh cua anh có thích ăn không? Đó, ghê chưa? Có hả? Tại sao? Tại sao em đoán là có cua à? Ảnh ngang như cua rồi em đoán vậy hay sao? Bánh canh cua em nghĩ là sẽ không có dính mắm trong đó. À, dính mắm ý là không thích phải chấm với mắm nữa. Đúng rồi. Trời, chẳng lẽ bây giờ em hỏi bạn ăn bánh canh cua chưa thì nó kỳ. Ờ, em ăn chưa? Em cũng kêu chưa đó, em biết ngay mà thật sự là tại vì khi mà bạn trả lời một cách rụt rè là em đã nghĩ là chắc là bạn này chưa ăn món bánh canh cua. Tại vì bạn nghĩ là ăn bánh canh cua là không có mắm chấm. Nhưng mà thiệt ra bánh canh cá hay bánh canh cua đều có mắm chấm. Đúng rồi, nhưng mà quan trọng là cái thành phần là khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là tụi em tâm đầu ý hợp với nhau. Là thích. Trời ghê mà. Nhưng mà anh đố em biết tại sao anh thích không? Tại nó cua. Có cua. Tại vì nó có cua. Thích ăn cua đúng không anh Hi? Cua nó ngon hơn. Cua nó ngon hơn hả? Ý là cua ngon hơn cá hả? Không, thiệt ra thì em á, thì em lại nghiêng về những cái món ăn mà nó có nhiều topping. Topping. Giống như bánh canh cua là gồm có cua nè, rồi có chả cá nè, rồi có con trứng cút nè, rồi có huyết nè, rồi có bánh, mấy cái bánh mà giòn giòn. Giòn giòn. Hoặc là lâu lâu là da heo chiên giòn cũng có nữa. Trời ơi. Hấp dẫn quá. Đang nói bụng anh ơi, nói sơ sơ. Trời ơi, nặng miếng chanh vô em ơi. Trời ơi, chua chua vô hút rột rột, cái nước sốt nó sệt sệt nữa. Đừng có làm ngập nước mà làm sệt sệt ăn mới mình kêu thêm tô nữa. Đúng không? Dạ. Rõ ràng là Thủy Tiên có một cái sợi dây kết nối vô hình nào đó. Chắc là hiểu ý thần tượng mình lắm. Kiểu này là thấy em chết, thấy chết em ngày hôm nay. Thấy chết trong lòng rồi đó. Yeah. Thấy có vẻ là em luôn sáng tạo nhiều món ăn lắm. Em cũng hay sáng tạo lắm. Ở nhà thì bạn có hay nấu ăn không? Dạ có. Dạ, món tủ của bạn là món gì? Món tủ em à. Nói đúng cái dắt về làm dâu luôn nè. Nói đúng cái dắt về làm dâu luôn nè. Nói đúng cái dắt về làm dâu luôn nè. Nói đúng cái dắt về làm dâu luôn nè. Nói đúng cái dắt về làm dâu luôn nè. Ủa, tủ của người ta phải tủ của bạn đâu. Quên. Món tủ em là xà lách trọn, chân gà xà tắc. Vậy thì chúng tôi sẽ cân nhắc xem đề bài ngày hôm nay như thế nào để giúp cho quý khách của chúng tôi là Phạm Hy cảm thấy hài lòng. Chương đầu tiên chúng ta chúc mừng cho bạn Thủy Tiên đã vượt qua thử thách này một cách rất là ngon lành luôn, rất là mượt mà, với 3 lần đoán trúng thông điệp bí ẩn đến từ Phạm Hy. Và tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta chờ đón xem thử thách mà giúp cho bạn Thủy Tiên vượt qua và giành lấy nguyên liệu chính cho món đề bài là gì quý vị nhé. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng tôi đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ đề bài món ăn mà bạn Thủy Tiên sẽ cố gắng chế biến ra và chinh phục, tặng quà cho bạn Phạm Hy. Đây, cánh gà này chúng ta hãy chế biến thành món cánh gà chiên nước mắm cho Phạm Hy. Mặc dù anh chàng này không thích ăn những loại mắm ướp khác, nhưng mà anh ấy ăn được nước mắm. Mà cánh gà chiên với nước mắm, trời ơi, nói tới là nghe cái mùi hương rồi là hấp dẫn rồi. Nhưng mà đương nhiên cái gì cũng phải có thử thách. Không phải dễ dàng mà có được cánh gà này. Mình chơi trò chơi với nhau thử thách. Rất đơn giản. Trong vòng 1 phút, cả hai người sẽ bị cột chân vào nhau. Chúng ta hãy cố gắng giữ thăng bằng những trái trứng đã luộc này ở trên cây vợt. Di chuyển làm sao trong vòng 1 phút đó, di chuyển được 2 trái trứng đến mục tiêu là cái bếp. Xong, một trong hai người làm rớt trứng phải quay về vị trí xuất phát để làm lại. Xin mời hai bạn vào vị trí. Sao? Chân cẳng sao rồi? Trời ơi, mấy cái chuyện này làm sao làm khó được em. Trời ơi, anh giỡn em hoài. Rồi, bây giờ trứng anh sẽ giúp cho cả hai bạn. Nhưng mà chúng ta không được chạm tay vào trứng nha. Khi nào anh kêu bắt đầu em sẽ thả. Nhớ nha. Dạ. Mục tiêu là ở đây nha. Mục tiêu là đây nha. Lấy trứng, để trứng vô đây nha. 3, 2, 1. 1 phút bắt đầu.
Từ từ em ơi, dừng lại. Chậm mà chắc nha, từ từ. À, hay quá, hay gì. Làm lại. Vẽ cho lại từ đầu á anh. Ve lại xíu đi. Đó. Hey, cố lên Hi. 1, 2, 3. Giữ đều nhịp thở, bớt rung rinh đi. Trời ơi. Ủa em đi như bị có vấn đề về sức khỏe vậy. Ý anh đừng có chọc em cười. Anh chọc em cười là em rớt nữa đó. Ý chọc ý, cái sàn của cái này. Bình tĩnh thôi. Trời ơi sao em đi bình tĩnh hay quá vậy. Kết hợp chung với đồng đội của mình nữa. Ơi từ từ. Đừng, đúng rồi. Hay 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 cố lên hay. Hay ráng hay hay. Nè, không được chạm tay vậy nha. Trời. Xong, đơn giản đúng không nào? Chúng ta về chỗ nào. Chúc mừng đôi trẻ. Như vậy hai bạn đã hoàn thành được thử thách này một cách rất là đơn giản, mặc dù có hơi trục trặc một chút xíu ở những giây đầu tiên. Dạ. Nhưng mà hai bạn cũng đã vượt qua thử thách là hoàn thành đem trứng về chỗ trong vòng khoảng thời gian ít hơn 1 phút. Như vậy phần gà này hoàn toàn xứng đáng thuộc về Thủy Tiên. Chúc mừng bạn. Yeah. Mừng quá. Cánh gà chỉ nước mắm mà thiếu cánh gà chắc mắm không thế mà chi. Trời ơi, mắm không ăn là chết luôn á. Kho quẹt đi. Ăn xong đó chứ không có giỡn chơi hay đâu. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị vào bếp và chế biến món ăn mà sẽ chinh phục được trái tim của Phạm Hy. Xin mời. Chúng ta đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chờ đón xem món cánh gà chi nước mắm có làm khó được tài năng nấu nướng của bạn Thủy Tiên hay không. Và Phạm Hy có cảm thấy hài lòng với khẩu vị mà mình sắp được nêm nếm hay không nhé. Dạ. Với phần cánh gà này, Tiên à, em sẽ làm gì trước đây? Em sẽ chiên cánh gà trước, sau đó là em sẽ làm mắm. Chiên trước rồi dạ. Mới làm mắm hả? Em cứ làm theo cách của em nha. Xin mời. Còn nếu như muốn sự hỗ trợ của Phạm Hy, cứ nói với bạn ấy. Xin mời các bạn đeo bao tay vào. Anh bây giờ là trong lúc là bạn là làm cái này em đi nấu cơm được không? Cơm. Có gạo cho em xin một ít em. Trời cho gạo. Ơi chị quản gia anh đảm đang lắm, chuẩn bị sẵn hết. Cánh gà này á mà ta nói một á. Cơm muối cũng ngon nữa, đúng không? Trời ơi có ăn có cơm ăn là mừng rồi. Nhức nhối luôn. Không mà thiệt ra cái món cánh gà này là món khoái khẩu của tất cả cánh mày râu nha. Trời ơi từ thổi nhỏ anh đã mê cánh gà chiên nước mắm rồi, cánh gà chiên giòn cũng thích nữa. Dạ. Tại vì ở nhà thì em được cũng có nghiên cứu sơ mẹ của em nấu là gà là ướp trước. Ướp trước hả? Cho nó thấm. Ờ. Sau đó là mình mới chiên. Còn nhưng mà chắc bạn... là bạn Thủy Tiên này là có một cái bí quyết riêng. Ừ. Cái này nhà em đi làm khác. À, đó đó. Rồi, hay nói quá. Chung là nhập gia tùy tục. Biết đâu hôm nay cái tự nhiên cái em học được từ Thủy Tiên một cái cánh chiên gà mới, em về em cập nhật lại cho mẹ của em. Và có thể là mình sẽ đợi tiết kiệm thời gian chờ đợi ướp đúng không? Mà đôi chiên thẳng cùng với nước mắm sau. Ủa là trong lúc chờ chảo nóng là lấy cái đũa chọt xuống vậy hả? Thử cái dầu nó nóng hay không mình mới bỏ vào. À muốn thử dầu nóng hay không là phải lấy đũa ghim xuống. Coi cái đũa nổi bọt không là đó, dầu sôi. Ủa anh ở nhà anh có hay nấu ăn không anh Hoàng? Dạ không, vợ anh nấu á, ngồi nghía không à. Em cũng nghĩ vậy. Xong rồi anh phụ là mình sẽ dọn dẹp. Cho cô ấy rửa tụi không? Nhà có trời ơi anh rửa chén hơi bị nhanh luôn, lát nữa rửa chén cho con. Em thấy anh đi làm suốt ngày thời gian đâu anh dọn dẹp. Vẫn phải cố gắng dọn dẹp xong phải lo cho con rồi phải tắm cho con. Chị ơi có không chị? Gật đầu ở nhà thấy có không? Thật sự là có gật phụ đầu. Chị dọn dẹp nhà cửa không? Trời ơi tôi nói láo tắt đèn liền. Trời ơi trời ơi trời ơi tắt đèn gì anh Hoàng? Là sao là sao tỏ là anh không anh... phải tháng này quên đóng tiền điện đâm ra người ta cảnh báo á. Ừ chứ phải gì chơi gì chơi tin tôi đi. Ok coi như là em tạm tin anh đi. Tâm ừ. Thơm quá.
Thật sự thì nhìn là có cái màu nó vàng vàng rất là hấp dẫn nha. Đúng vậy, cái cách chế biến của bạn Thủy Tiên mặc dù là khá nhiều công đoạn nhưng mà thực hiện rất là nhanh. Chúng ta đã có được thành phẩm là cánh gà chiên nước mắm rồi, nhưng quan trọng là ăn như thế nào và thưởng thức ra sao thôi. Xin mời cả nhà. Xin mời cả quý vị khán giả hả? Món ăn này là rất là thân thuộc với mọi gia đình mà. Đây, để anh gắp cho Thủy Tiên, chủ nhân của món ăn này. Dạ, cảm ơn anh. Vậy, đây, món quà chính là của em. Đây, em ăn cái này. Trời ơi, anh ăn cái này. Chấm tương ớt. À, chấm tương ớt hả? Tương ớt đây. Tôi muốn dùng kèm với tương ớt cho cay cay. Ủa, thường thì cánh gà này là đã có mắm rồi mà mình vẫn phải ăn chung với tương ớt à? Nếu mà muốn ăn cay hơn thì ăn cũng hơn. Vị khẩu vị mà. Thơm lắm quý vị. Bởi vì sao? Mùi nước mắm luôn luôn là một trong những mùi rất là hấp dẫn mà còn được kết hợp chung với một chút xíu đường nó tạo lên nè. Quý vị không? Rất bóng bẩy nguyên cánh gà, rất bóng bẩy. Mặn mà lắm nha. Trời ơi. Cái món này là món tủ ở nhà của em luôn hả? Dạ. Thật sự tủ không? Món tủ của em á. Là nấu xong cất tủ hơi giống ăn hả? Là nấu xong cất tủ hơi giống ăn hả? Không, cái món này em hay nấu á. Nhà em thích ăn món này nhất. Sở trường. Thì ra món này là món sở trường của bạn. Cho nên là khi mà em cắn vô á, từng cái sớ gà nó quyện vô trong cái sớ lưỡi của em á. Sớ gà hay sớ lưỡi? Wow. Nó thật sự nó phải nói một cái cảm giác là đúng mặn luôn á anh. Đúng mặn luôn á anh. À, tại vì anh biết sao không? Tại vì hồi nãy khi mà em thấy bạn làm cái khâu mà nước mắm á, hầu như là bạn không có nếm. Bạn là đổ mắm xong bạn múc đường bỏ vô. Quen tay. Thì em nghĩ là bạn quen tay nhưng mà hình như là hơi mặn thì phải. Tại cái món này ăn với cơm nó rất là ngon á. Ăn cơm là vừa luôn anh. Ý quên mất, anh quên đem cơm ra đây. Cái này tại do anh không quá anh, anh bây giờ là trong lúc là bạn là làm cái này em đi nấu cơm được không? Cơm. Có gạo cho em xin một ít em cho gạo. Ơi, chị quản gia anh đảm đang lắm. Chuẩn bị sẵn hết, tại anh hết đó. Tại anh không cái món cánh gà chiên mắm là phải ăn với cơm trắng nó mới quen đó, mới quyền vô lại, cân bằng nữa chứ. Vậy mà anh không đem cơm gì là món này là mặn là do anh Hoàng. Tại anh hết á. Dạ vậy thôi chứ thiệt ra thì nó cũng không phải là mặn lắm. Nhưng mà đúng rồi, bạn nói đó là đúng là mình phải ăn chung với một ít cơm trắng nữa thì nó mới ngon hơn. Riêng với bản thân Hoàng, mặc dù là Hoàng không thích ăn cay nhưng mà vẫn rất là hài lòng về phần chế biến này. Nên chúng tôi quyết định trao tặng một phần quà dành cho Thủy Tiên. Để thay cho lời cảm ơn bạn đã đến đây để mang lại niềm vui cho Phạm Hy và giúp cho quý vị khán giả biết được một trong những cách thức chế biến cánh gà chiên nước mắm cũng khá là khác biệt nhưng cực kỳ ngon miệng. Xin mời cả nhà. Trên tay Hoàng Robert chính là phần thưởng, một món quà tượng trưng mang ý nghĩa là khích lệ tinh thần và cảm ơn bạn Thủy Tiên. Xin mời Phạm Y thay mặt cho công việc của sao nha. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Em chúc anh luôn thành công trên đường sự nghiệp anh đã chọn. Trời, cảm ơn em. Anh cũng cảm ơn em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng chúc em là trên con đường sự nghiệp của mình thì gặp nhiều may mắn. Chúc cho mọi người, chúc cho Phạm Hy, cho Thủy Tiên và quý vị khán giả sẽ luôn có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đến với Khẩu vị ngôi sao vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hoàng Robert xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.